Từ thành phố Pleiku đi về phía đông 12 km theo đường quốc lộ 19 là một vùng đất xanh tươi nổi tiếng về trồng khoai lang thuộc thôn 1 và thôn 2 xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa. Chắc chiêu từ nguồn dinh dưỡng đất mẹ ban cho, khoai lang Lệ Cần cứ thế lớn lên, mang trong mình sự thơm ngon dẻo ngọt. Xuất hiện từ cuộc hành trình di dân 1954 của các gia đình xã Trà Đoả, huyện Thăng Bình, Quảng Nam mang tới, khoai lang Lệ Cần đã đóng góp một lượng lớn lương thực cho những năm 50 của toàn tỉnh. Ông Nguyễn Trình là một trong những người đã dày công nghiên cứu về nguồn gốc và duy trì giống khoai lang trên vùng đất được mẹ thiên nhiên ưu đãi. Thì là họ cái giống của chú là người ta mua nhiều, mà giống của chú về tới đây là người ta mua lẻ hết rồi, không có chỗ đi chỗ khác. Cũng của chú á, giống của chú tròn ra, hiểu không? Mà thường là dân người ta thích, nó vàng ruột phết, ăn nó chất lượng. Dây khoai lang nơi đây có nhiều giống khác nhau, nhưng đặc biệt hơn cả loại lá có khía và lá tròn không khía có chất lượng khoai ngon như nhau. Với lối trồng sơ sài như chỉ cần vun đất, trộn phân, rác những nơi có đất mềm rồi cắm cọng dây lan xuống rồi tưới nước. Tuy sơ sài vậy nhưng được mẹ thiên nhiên ưu đãi, sau 3 tháng cây đã cho thu hoạch. Những củ lan tròn úp nước màu đỏ hồng cứ thế thi nhau bám vào rễ, đưa theo từng chùm được kéo lên mặt đất trông thật bắt mắt. Đất ba gian màu mỡ đặc trưng của Lệ Cần đã cho khoai lang năng suất cao, phát huy hết đặc tính củ to, mùi thơm lạ, ngọt, bở, ruột vàng ống hơn hẳn những giống khoai lang khác hay ở những vùng đất khác không có được. Không chỉ cung cấp lương thực cho người dân trên địa bàn, khoai lang Lệ Cần còn được đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Với đặc trưng khác biệt so với giống khoai lang thông thường, khoai lang Lệ Cần nhanh chóng khẳng định giá trị trên thị trường. Khoai lang không chỉ là đặc sản của địa phương mà còn đem lại nguồn thu chính cho các nông hộ, giúp các nông hộ ổn định cuộc sống. Cái khoai lang Lệ Cần này thì nó thứ nhất phù hợp với đất đai này, phù hợp với cái đầu tư về thời tiết các thứ, nó phù hợp hơn so với các cái giống cây khác. Thì trong quá trình đầu tư thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, làm đến cái độ tin cậy nó cũng sẽ cao hơn. Làm lâu rồi thì trung bình 1 hectare thì người ta sẽ được khoảng 7-8 tấn tùy từng vụ, tùy từng ruộng. Thì như vậy thì trừ chi phí thì chắc 1 hectare thì tương đương với một người mà làm Lệ Cần thì trừ chi phí chắc phải được khoảng 20 triệu là chắc ăn. Khoai lang Lệ Cần là cái món ăn nhẹ, không gây ngán. Khi luộc sẽ rất bở, vàng ống và ngọt lịm. Ngoài ra có thể chẻ nhỏ, phơi khô để hấp cơm, làm khoai lang sấy, khoai lang chiên đều rất thơm ngon. Những người con xa quê khi nhìn thấy khoai lang thì bồi hồi hoài niệm. Còn du khách thì chọn làm quà quê biếu cho những người thân thương. Cứ thế khoai lang Lệ Cần nổi danh khắp nước. Những miếng khoai lang vàng ống khi đưa vào miệng thưởng thức cảm thấy rất bùi và ngọt, ngon vô cùng. Đây là món ăn bình dân, đặc trưng của người Việt, rất tốt cho sức khỏe. Song hành cùng các món ẩm thực đặc trưng Gia Lai như cơm lam, gà nướng, hiện nay ngày càng nhiều người tới thương hiệu khoai lang Lệ Cần. Khoai lang từng được ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu phá lệ làm thơ đề tặng. Vì thế, người dân và chính quyền địa phương đang chung tay giữ gìn, phát huy thương hiệu, đảm bảo chất lượng để thương hiệu khoai lang Lệ Cần luôn là món ẩm thực độc đáo của tỉnh nhà và ngày càng được mọi người yêu thích. Và thực tế, cái khoai lang Lệ Cần là chất lượng rất chi là ngon, không những là nổi tiếng trong tỉnh mà nổi tiếng trong cả nước. Tuy nhiên hiện nay một cái thực trạng là cái diện tích sản xuất khoai lang, là diện tích đất nó không còn, vì một số cái cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao như là cà phê, hồ tiêu thì đã trồng hết cái diện tích. Do vậy mà muốn xây dựng cái thương hiệu khoai lang Lệ Cần thì trong thời gian đến, cái thứ nhất là phải có quy hoạch cái vùng sản xuất để đảm bảo cái sản lượng. Và khi mà có cái khách hàng yêu cầu thì chúng ta đảm bảo được cái sản lượng để mà cung cấp. Việc thứ hai nữa là phải có doanh nghiệp làm bà đỡ. Việc thứ ba nữa là điều hết sức quan trọng là chúng ta phải xác định làm sao mà cái người dân khi sản xuất khoai lang Lệ Cần thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn so với cái việc là trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu. Có như thế thì cái việc mà quy hoạch cái vùng sản xuất khoai lang Lệ Cần và cái xây dựng cái thương hiệu là mới có cái hiệu quả.